Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với quý vị một món ăn cũng rất là đơn giản nha. Thường ở nhà hay những cái quán đều nấu ăn đó bạn, những quán món ăn tương á. Hôm nay mình sẽ nấu món tương hết mà. Đó là hủ tiếu gạo xào đậu hũ ha các bạn. Để chuẩn bị cho cái món hủ tiếu gạo xào thì nguyên liệu của mình á, thì nguyên liệu chính của mình ở đây là mình có là một một giấc cộng cộng hủ tiếu nè, dạng hội là cộng bún bún khô đó các bạn, là một giấc như thế này ha, là nó vào bọc sẵn á. Rồi ở đây là mình có là 300 g bắp cải, cải bắp mình sắt rồi mình rửa sẵn luôn ha các bạn. Và ở đây là mình có một củ cải gót nè, củ cải gót mình bào sợi ha. Hôm nay mình bào sợi như thế này, đó là một củ cải gót nha quý vị. Và 200 g nấm rơm, 200 g hẹ, 4 trái cà nha quý vị, và 4 miếng đậu hũ. Cái này là để nấu nước tương nha quý vị. Và cái để trang trí của mình đó quý vị, là mình có ngò nè, rồi hành nè nha, rồi món gia vị ngò hành nè quý vị, món gia vị của mình là có đường nè, muối ngò cà tỏi nha. Rồi, đậu hũ này á, là mình sẽ sắt sắt miếng mỏng mỏng ra quý vị. Bây giờ mình tiến hành mình sẽ làm cái cọng bún gạo này trước thôi quý vị. Bún gạo này á, là mình chuẩn bị á, là một cái chạ một cái thau mình sẽ để vào ha. Rồi cọng nó rất là dài nè, mình hớt hớt ra. Trước khi mình hớt ra quý vị thì mình sẽ trụng qua bằng nước nóng trước nha quý vị. Chần qua nước nóng á, ở đây mình có bắt cái ấm nước nóng sẵn nè. Này, mình chần qua như thế này, sơ qua cái là xong nha quý vị ha. Chứ không có để lâu. Mình chở qua hay quý vị. Mình chở cái cọng bún gạo mình ra. Nó xẹp xẹp xuống này nè, cắt dễ á, nên là quý vị để vào quý vị cắt. Đây rất là dài á, nên là mình phải cắt ra làm đôi. Các bạn đừng có cắt ngắn quá làm ba làm bốn nha. Ngắn quá thì nhìn cái cọng nó không có ngon. Khi mà mình làm hoàn thành lên nó quý vị, nó bở ra lắm, nên nó sẽ không ngon. Nên là mình chỉ cắt làm đôi thôi là được rồi. Rồi sau đó các bạn chọn đều lên rồi mình đi xả nước sạch lại là được theo quý vị. Mình đảo đều như thế này nè quý vị, rồi mình sẽ đi đi rửa, mình vớt ra rửa ha. Mình bỏ đậu hũ vào mình chiên nha quý vị, mình chiên cho nó giòn lên luôn nha. Đậu hũ mình cắt rất là dài, mình cắt theo sợi dài á. Cho nó đều ra, bạn đừng cho nó gãy như vậy. Này mình chiên vàng lên hết mới được ha. Mình trở về quá à, thôi các bạn. Nhưng mà nó chưa có vàng đều. Mình đợi cho nó vàng đều lên luôn ha. Ngoài đậu hũ chín rồi nè, nhớ vậy mình nhớ cái ha. Rất là vàng luôn nè. Có chứ, cúng mà anh. Tại vì lần trước mình đã cúng 3 viên rồi, lần này cũng phải cúng 3 viên. Nước nó vừa những viên rồi chi nữa viên đỉnh. Ít thôi anh ơi.
Đậu quá vàng không cái gì. Khi tỏi vàng á mình sẽ để đâu nấm lên này trước nha. Tại vì nấm lên nó sẽ lâu chín hơn nha quý vị. Nên mình để nấm lên này trước. Khi mình xào đậu hũ xào nấm á quý vị. Không á thì mình sẽ để cà gót vào ha. Tiếp theo thì mình sẽ để hẹ vào ha. Thôi nước này mình sẽ để vào một tí nước nha. Sau đó mình sẽ để hết cái phần gia vị của mình chuẩn bị hồi nãy vào. Rồi mình sơ điều lên nha các bạn. Trong quá trình để sơ điều lên thì mình sẽ để cải vào. Mình để từ từ vào ha. Mình trộn đều lên không cái gì. Để hết phần bắp cải còn lại vào luôn. Đó mình chọn đều cái hỗn hợp rau của mình lên không cái gì. Mình xào cái này nè, cái cà gót á, mình sắc cà sợi á, bào cà sợi gì á ha, nhìn nó mới lên màu, nhìn nó mới đẹp á quý vị. Và nhìn thấy nó dẫn không? Nhìn nó rất là đẹp luôn á. Rồi sau đó mình thử mình niêm lại á, cái phần rau của mình vừa ăn chưa. Nếu chưa vừa ăn á thì mình niêm thêm gia vị ha. Còn nếu vừa là thôi nó vừa ăn rồi đúng không, nó rất là ngon nên là mình khỏi cần liêm luôn nữa. Để mình để vừa ăn nữa vừa ăn rồi. Mình chọn đều lên rồi ra mình sẽ chọn vô phần phần bún hồi nãy á, gạo hồi nãy là được thôi. Rồi bún gạo á quý vị, mình sẽ để cái mã tỏi vào, để nhiều nhiều vào nha. Rồi mình sẽ sơ đều lên, mình sẽ trộn đều lên nha quý vị. Mình không có cần niêm thêm cái gì đâu ha quý vị. Rồi ở bên đây là cái phần rau hồi nãy mình xào đó. Giờ mình để qua trộn lên. Lưu ý là mình không có lấy nước nha, mình chỉ lấy rau thôi nha quý vị. Lấy qua hết luôn.
này mình xào nó ra nước đó, nên là mình tại vì có nóng thì nó sẽ ra nước, nên là mình không có lấy nước nha. Nên mình lấy phần rau là được rồi. Rồi mình sẽ trộn cho vị này sẽ đều lên với nhau là được. Tại mình thấy có màu đẹp rồi mình biến bỏ cà chua, mình không có xài cà chua luôn á, chua mình chỉ để trang trí thôi. Xong mình đã làm xong một cái món cuốn gạo xào rồi đó quý vị, cuốn gạo xào tương rồi đó. Bây giờ mình sẽ thay dĩa ha. Đây là thành phẩm cuốn xào của mình nè các bạn, cuốn gạo xào tương nha, nhìn rất là hấp dẫn, rất là ngon quý vị. Rồi xin chào quý vị ha, giờ mình sẽ chuyển qua một món mới.